Trải qua vô số những tiết mục thăng hoa đầy nghệ thuật, đến hiện tại, khán giả nhận định Ocean vẫn là một trong những giọng ca bí ẩn và biến hóa nhất của chương trình. Bởi liên tục khiến khán giả trầm trồ trước những màn thay màu đỉnh cao trên sân khấu của The Masked Singer Việt Nam, ca sĩ mặt nạ. Xuất hiện trong đêm chung kết, Ocean khiến Trấn Thành phải rối não vì thân phận thực sự của cô. Đặc biệt, màn giải thích của Trấn Thành cũng khiến Ngô Kiến Huy phải lắc nhẹ vài giây. Song đến hiện tại, Trấn Thành cũng đã tự tin biết Ocean là ai. Nam cố vấn cũng mong muốn được viết tên gửi cho ban tổ chức nhưng bị MC Ngô Kiến Huy từ chối thẳng thừng. Cũng trong tập chung kết, Ngô Kiến Huy tiết lộ sẽ không có những đoạn clip manh mối về danh tính của các mascot. Nghe đến đây, Ocean liền than thở. Mấy ngày liên tục, O phải đợi nắng tơi tả để quay ngần ấy clip mà nay không cho chiếu nữa. Em đâu có thương O đâu. Trấn Thành nhận xét về Ocean, một người mà có trình độ cao, hát giỏi mà còn hài hước. Họ phải nói là quái kiệt của nền âm nhạc Việt Nam. Chung kết của The Masked Singer Việt Nam, cả bốn nhân vật Tí Nâu, Phượng Hoàng Lửa, Ocean, Lady May không chỉ khoe hết chất giọng để cống hiến cho khán giả những màn trình diễn đặc sắc và khó quên nhất, mà họ còn mang đến những món quà dành riêng cho hội đồng cổ vấn. Đây bất ngờ, Ocean mang đến một bịch gạo 2kg đến tặng cho Trấn Thành, vì trước đó nam cố vấn từng thề trên sóng truyền hình sẽ tăng 2kg nếu đoán sai Ocean là ai. Song vì chắc chắn Trấn Thành đã đoán sai về thân phận thật sự của mình, Ocean dành riêng món quà này cho Trấn Thành. Không những vậy, Ocean còn để lại lời nhắn thân tình khiến Trấn Thành lặng người. Đến khi nào lên được 2kg thì Ocean mới thôi tặng gạo cho Trấn Thành. Bạn nghĩ sao về tình huống mà Ocean mang đến tập chung kết của The Masked Singer Việt Nam? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!